đến với những thông tin chi tiết trong ngày hôm nay. Các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất, những cập nhật nóng hổi nhất. Đội tuyển Việt Nam chính thức chia tay World Cup nữ 2023. Bốn điều rút ra từ đội tuyển nữ Việt Nam trận đấu gặp Hà Lan. Đặng Văn Lâm xuất thần, câu lạc bộ Bình Định cảm hóa Viettel FC. Cầu thủ 17 tuổi Công Phương có dấu ấn gì khi lên tuyển U23? Đội tuyển Việt Nam chính thức chia tay World Cup nữ 2023. Đội tuyển Việt Nam đã khép lại hành trình World Cup ngày sau thất bại 0-7 trước Hà Lan. Sau trận đấu thì ông Mai Đức Chung đã gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ và có những chia sẻ sau trận. Phát biểu sau trận đấu, ông Mai Đức Chung thay mặt tuyển nữ Việt Nam gửi lời xin cảm ơn đất nước New Zealand và người hâm mộ Việt Nam đã đến theo dõi cổ vũ trên truyền hình. Chúng tôi đã cố gắng hết sức mình nhưng quyết tâm cao vẫn không thể khỏa lấp được trình độ. Họ hơn chúng tôi cả về thể lực vẫn kỹ chiến thuật. Về kết quả thua 0-7 trước Hà Lan, ông Mai Đức Chung nhận định: "Tôi nghĩ việc thua 0-7 trước Hà Lan là bình thường, thậm chí tôi nghĩ thua thế là ít, tôi chỉ sợ thua nhiều hơn." Tuyển nữ Việt Nam dù sao cũng đã cố gắng hết sức. Về hành trình vừa qua ở vòng bảng, tôi rất hài lòng về tinh thần thi đấu của đội tuyển nữ Việt Nam. Chúng tôi dù sao vẫn thua thiệt về tầm vóc, kỹ thuật chuyên môn trước các đối thủ. Rõ ràng là trình độ chúng tôi ở mức thấp và việc đội có mặt ở vòng chung kết World Cup nữ đã là sự cố gắng tuyệt vời. Xin cảm ơn VFF khi đã tạo điều kiện cho tuyển nữ Việt Nam trong hơn một năm qua. Nếu như không có những trận đấu với các đối thủ mạnh từ châu Âu thì chưa chắc chúng tôi đã chơi được như trong 3 trận đấu vừa qua. Ông Chung thừa nhận, đội còn nhiều việc phải làm, bóng đá nữ phải tăng cường về chiều cao, phát triển nhiều hơn các phong trào từ học đường để có thêm gương mặt mới cho đội tuyển Việt Nam. Các tuyển thủ tham dự World Cup nữ sẽ là tấm gương cho các cầu thủ trẻ tập luyện và phấn đấu. Ông Mai Đức Chung khép lại, tôi mong việc đội tuyển nữ Việt Nam tham dự World Cup là sự khích lệ cho đội tuyển nam Việt Nam. Hy vọng những đồng nghiệp nam sẽ thi đấu tốt và một ngày không xa sẽ giành quyền tham dự World Cup. Tôi cũng mong bảng E chúng tôi có đại diện vào đến chung kết và vô địch. Nếu tuyệt hơn, Hà Lan và Mỹ có thể vô địch World Cup. Như vậy chúng tôi thua họ là xứng đáng. Bốn điều rút ra từ đội tuyển nữ Việt Nam trong trận đấu gặp Hà Lan. Đội tuyển nữ Việt Nam vừa nhận thất bại nặng nề trước Hà Lan ở lượt trận cuối vòng bảng E vòng chung kết World Cup nữ 2023. Dưới đây là bốn điều rút ra sau trận đấu. 1. Nỗ lực hết mình. Trước nhà đương kim vô địch thế giới, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn cho thấy sự cố gắng khi tổ chức các đợt tấn công và có cho mình một vài cú dứt điểm về phía khung thành đối phương. Đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung đã tung ra tổng cộng 5 pha sút bóng trong suốt trận đấu. Tuy vậy, những tình huống tấn công của Nguyễn Thị Thanh Nhã và các đồng đội không thật sự sắc nét và dễ dàng bị bẻ gãy. Ở mặt trận phòng ngự, dù rất cố gắng nhưng chúng ta vẫn không thể làm gì hơn trước sức mạnh quá vượt trội của đội tuyển nữ Hà Lan và phải nhận thêm 7 bàn thua. Dẫu sao ở trận đấu cuối cùng tại giải đấu, những nỗ lực của các cô gái Việt Nam vẫn hết sức đáng ghi nhận. 2. Cái tên ấn tượng nhất. Dù phải 5 lần vào lưới nhận bóng trong hiệp 1 nhưng thủ môn Trần Thị Kim Thanh vẫn xứng đáng là cái tên chơi tốt nhất bên phía đội tuyển nữ Việt Nam. Ở màn đọ sức vừa qua thì cô gái sinh năm 1993 có tổng cộng cho mình 6 tình huống cứu thua trước những chân sút hàng đầu của các cô gái đến từ xứ sở hoa tulip. Màn trình diễn của người gác đền quê Long An được SofaScore chấm 6,7 điểm, cao thứ hai trong số các nhân tố của những chiến binh sao vàng sau thủ môn vào sân thay người Khổng Thị Hằng. Ở hiệp 2 thì Thinh Kim Thanh vào sân nhường chỗ cho Khổng Thị Hằng để người đồng đội có cơ hội hướng bầu không khí của vòng chung kết World Cup nữ. Tuy vậy, nếu nhìn tổng quát vào màn trình diễn của người gác đền sinh năm 1993 kể từ đầu mùa, có thể khẳng định cô ấy chính là nhân tố chơi tốt nhất của đội tuyển nữ Việt Nam tại FIFA World Cup nữ 2023. 3. Đối thủ quá vượt trội. Thất bại nặng nề của đội tuyển nữ Việt Nam là điều quá dễ hiểu khi đối thủ ở một trình độ quá vượt trội. Theo thống kê, trong suốt trận đấu thì đoàn quân huấn luyện viên trưởng Andreas Jonker đã kiểm soát bóng lên đến 72%, tung ra 42 cú sút tới 17 lần trúng đích, thực hiện tổng cộng 717 đường truyền với tỷ lệ chính xác lên đến 87% và có được 7 bàn. Rõ ràng là với mục tiêu giành chiến thắng thật đậm để tạo ưu thế trong các vòng đấu kế tiếp, đội tuyển Việt Nam Hà Lan đã chứng minh được đẳng cấp của nhà đương kim Á quân thế giới. Đội tuyển nữ Việt Nam qua đó cũng có cho mình những bài học quý giá. 4. Tinh thần Việt Nam. Dù thất bại ở cả 3 trận đấu nhưng đội tuyển nữ Việt Nam vẫn có thể ngẩng cao đầu rời giải. Đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung tham dự vòng chung kết World Cup nữ 2023 với mong muốn học hỏi và tích lũy kinh nghiệm hơn là tham vọng tiến sâu. Bởi vậy mà những kết quả vừa qua cũng không có gì bất ngờ. Hơn hết, Huỳnh Như cùng các đồng đội đã chứng tỏ được tinh thần Việt Nam khi thi đấu hết mình và đã nhận được không ít những lời khen từ bạn bè quốc tế. Quan trọng nhất, chúng ta đã rút ra nhiều bài học và nó là hành trang tốt để những chiến binh sao vàng tiến bộ hơn trong tương lai. Đặng Văn Lâm xuất thần, câu lạc bộ Bình Định cầm hòa Viettel FC. Tiếp đội đang đứng chót bảng nhóm A V-League mà Viettel vẫn không thắng và đánh mất cơ hội lên ngôi đầu bảng. Tiếp Bình Định, đội đang chót A nhóm A, thầy trò huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh đã không thể đánh bại đội bóng đất võ. Hồi giai đoạn 1 cũng trên sân hàng đẫy này, Viettel đã thắng Bình Định 2-1. Tuy nhiên ở trận đấu nếu như lặp lại kết quả giai đoạn 1 thì Viettel đã lên đỉnh bảng xếp hạng của V-League. Trận đấu vừa kết thúc trên sân hàng đẫy đã không phân được thắng bại khi Viettel hòa Bình Định không đều. Một trận đấu mà đội khách Bình Định đã chơi xuất sắc, nhất là thủ môn Đặng Văn Lâm đã cứu thua nhiều pha dứt điểm của các chân sút Viettel.
Trước trận đấu này thì Viettel dù chỉ thua đội đầu bảng Hà Nội đúng 1 điểm nhưng xếp tận vị trí thứ 4, không thắng được ở trận đấu sớm của vòng 4 nhóm A của V-League. Viettel đã đánh mất cơ hội để vượt lên câu lạc bộ Hà Nội dẫn đầu bảng xếp hạng nhằm nắm ưu thế trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Hôm nay, Bình Định rời sân hàng đẫy để có được 1 điểm trong tay là thành công. Ngoài một thủ môn Đặng Văn Lâm xuất sắc thì các cầu thủ đội khách chơi quyết tâm cao nhưng không quá hay. Hòa trận đấu này là đáng tiếc cho Viettel bởi một chiều chính là hàng sân hàng đẫy thể hiện cũng rất nhạt. Những phút cuối trận, Viettel lại tiếp tục có nhiều cơ hội mở tài khoản nhưng rồi cũng không có được bàn thắng. Một trận đấu có chất lượng chuyên môn khi vào loại trung bình nhưng lại thiếu bàn thắng. Ngày 2 tháng 8, các trận đấu vòng 4 của nhóm A tiếp tục diễn ra với các cặp đấu là Nam Định tiếp Công an Hà Nội, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh làm khách lúc 18 giờ, Hà Nội tiếp Hải Phòng lúc 19 giờ 15. Trong khi đó thì các trận đấu nhóm B diễn ra vào ngày 5 tháng 8 lần lượt 3 cặp đấu là Hoàng Anh Gia Lai Thành phố Hồ Chí Minh, SHB Đà Nẵng với Sông Lam Nghệ An và BKM Bình Dương tiếp Khánh Hòa cùng 17 giờ. Nhóm B với 3 cặp đấu được xem là nay lửa và kịch tính bởi nay 3 đội cuối bảng là Thành phố Hồ Chí Minh, SHB Đà Nẵng và BKM Bình Dương có cùng 1 điểm, trong khi V-League chỉ còn 2 vòng đấu nữa. Cầu thủ 17 tuổi Công Phương có dấu ấn gì khi lên tuyển U23? Sau màn trình diễn ấn tượng trong màu áo của đội tuyển U17 Việt Nam, Nguyễn Công Phương được trao cơ hội thử sức trong màu áo của đội tuyển U23 Việt Nam để chuẩn bị tham dự giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023. Theo tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam cập nhật, những ngày tập luyện gần đây, tiền vệ sinh năm 2006 này đang nỗ lực từng ngày với mục tiêu góp mặt trong đội hình thi đấu của đội tuyển U23 Việt Nam nhằm tiếp tục phát triển và trưởng thành hơn. Là một trong những cầu thủ nhỏ tuổi nhất trong danh sách đội tuyển U23 Việt Nam, trong đợt tập trung lần này nhưng Công Phương lại nhận được sự đánh giá cao về thể hình, thể lực, kỹ năng và tư duy chơi bóng. Bên cạnh đó thì Công Phương có lợi thế là học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn từ đợt tập huấn tại câu lạc bộ Cộng hòa Đức cho đến khi tham dự vòng chung kết U17 châu Á 2023. Điều này đã giúp cho Công Phương không gặp nhiều khó khăn để bắt nhịp với giáo án tập luyện tại đội tuyển U23 Việt Nam. Trong buổi tập gần đây thì trả lời phỏng vấn truyền thông, Công Phương cho biết: "Tôi cảm thấy thật vinh dự khi có tên trong danh sách đội tuyển U23 Việt Nam tập trung đợt này. Tôi đã có thời gian rất lâu được làm việc với huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn và rất quen thuộc với thầy. Thầy đã gọi tôi lên tập trung, tập luyện cùng các đàn anh để cho tôi có cơ hội phát triển hơn." Theo định hướng của VFF về đào tạo bóng đá trẻ và xây dựng nguồn lực kế cận dồi dào cho các đội tuyển quốc gia, U23 đã tham dự các giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023 với chủ yếu là các cầu thủ trong lứa U18 và U20. Mặc dù không chịu áp lực về thành tích, nhưng Công Phương vẫn thể hiện tinh thần quyết tâm rất cao. "Đội không phải chịu nhiều sức ép về chuyên môn như các anh ở đội trên, nhưng không vì thế mà chúng tôi ỉ lại. Chúng tôi sẽ cố gắng tập luyện và thi đấu thật tốt tại giải U23 Đông Nam Á sắp tới", Công Phương nói. Tại những buổi tập vừa qua thì ông Hoàng Anh Tuấn tỏ ra rất nghiêm khắc trên sân tập, liên tục uốn nắn và sửa lỗi cho các cầu thủ. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi khá nhiều cầu thủ trẻ trong đợt tập trung này đều mới lần đầu được tiếp cận với giáo án của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Chia sẻ về điều này, Công Phương cho biết: "Chúng tôi được chia thành 3 đội và đã tập với nhau. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có những lúc cáu gắt một phần vì chúng tôi có những sai số. Bóng đá là như vậy, cần phải khắt khe để chúng tôi tiến bộ hơn." Thủ quân của U17 Việt Nam cũng đặt ra mục tiêu cho riêng mình: "Tôi sẽ cố gắng tập luyện để có được tên trong danh sách đi Thái Lan dự giải U23 Đông Nam Á 2023. Sau đó tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để có được vị trí trong đội hình thi đấu." Những buổi tập gần đây thì huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chủ yếu triển khai các bài tập nâng tức cấp về thể lực và sức bền cho các đối thủ. Do thời tiết nắng nóng tại Hà Nội, giờ tập của đội cũng được điều chỉnh lên sớm hơn 30 phút vào buổi sáng và muộn hơn 30 phút vào buổi chiều. Mới đây, đội tuyển cũng có thêm một sự bổ sung là cầu thủ Nguyễn Chính Đắng đến từ câu lạc bộ Phú Đồng, nâng quân số trong danh sách tập trung lên 28 người.